Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 9 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bí thư tỉnh ủy kiểm tra thi công các dự án công trình giao thông trọng điểm và chỉ đạo các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ. Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Hưng Yên công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành lấy nước đổ ải vụ xuân. Nhộn nhịp mùa cây giống ở huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án trên địa bàn tỉnh ngay những tháng đầu năm, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số công trình dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Theo báo cáo của chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu, dự án xây dựng tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 1.414 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện dự án đến nay ước đạt trên 231 tỷ đồng, trong đó hạng mục thi công cống cơ bản hoàn thiện. Khó khăn vướng mắc của dự án hiện chưa có mặt bằng để thi công cầu vượt tại nút giao DH72. Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng gần 263 ha, trên 19,3 km. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng xong và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm để tổ chức giải phóng mặt bằng. Các huyện đã thực hiện xác định vị trí tái định cư nhà ở, khu quy hoạch nghĩa trang và đã trình Sở Xây dựng để thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí ranh giới lập quy hoạch khu tái định cư. Đến nay, tại các huyện đã di chuyển được 738 trên 3.327 ngôi mộ. Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên đã tạm ứng được 42 tỷ đồng để các địa phương tổ chức chi trả cho nhân dân di chuyển mồ mả và thực hiện đồng thời công tác xây dựng nghĩa trang mới hoặc mở rộng các công việc khác có liên quan. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, tổng số mặt bằng đã bàn giao trên 27,33 trên 33,5 km. Hiện tại, liên danh nhà thầu đã triển khai thi công trên toàn bộ phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Từ đầu năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 đã giải ngân hết 900 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm 2022. Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã phê bình chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu và thi công một số dự án cùng một số địa phương đã không kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Đồng chí nhấn mạnh, đây là dự án rất thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng các đơn vị địa phương lại thiếu trách nhiệm giải quyết những khó khăn vướng mắc. Đối với kiến nghị mà nhà thầu phản ánh ngay tại buổi kiểm tra gồm 3 điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, được trưng dụng diện tích đất công ích dọc tuyến để làm nơi tập kết đất đá vật liệu, di dời đường ống nước sạch và sớm phê duyệt dự án đối với 2 cây cầu phát sinh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Ngày này của năm 2022 tôi đi xuống đây, cam kết của nhà thầu, cam kết của tất cả 4 đồng chí bí thư, cam kết tuyến đường này là năm 2022 là giải phóng xong mặt bằng, năm 2023 là quản lý thông đường kỹ thuật, cứ đứng lên cam kết rầm rầm. Mà tất cả những cái chuyện đấy đến giờ phút này qua một năm rồi đấy, thông xe kỹ thuật mặt đường chính chưa xong, còn vướng rất nhiều điểm, tạo ra hình răng cưa, còn nhiều vướng mắc về mặt quy hoạch cần phải điều chỉnh. Để tôi nghiêm túc phê bình trong việc triển khai cái dự án này. Thực ra cái dự án nó thuận hơn cái dự án khác rất nhiều. Cho nên là bây giờ những 4 cái vấn đề của nhà thầu đều ra. Cái đầu tiên là liên quan đến chỗ bãi đổ thải. Ngay lập tức có một cuộc họp 4 bên, Sở Giao thông, thành phố, thanh tra, nhà thầu ngồi họp quyết ngay vấn đề này trong tuần sau. Giải quyết dứt điểm cái việc này là rất đơn giản. Tại sao công văn đẩy đi đẩy lại thế này? Cái thứ hai nữa là bây giờ liên quan giải phóng mặt bằng. Bây giờ là trong cái thông báo kết luận của Ban Thường vụ đã nghe cuộc họp ngày 29 tháng 12 về giải phóng mặt bằng đã chốt bất di bất dịch. Lần nay mà chậm kỷ luật luôn nhé. Tháng 1 phải xong là về giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp. Quý 1 là phải xong hết là đất ở. Đây là công trình dự án trọng điểm rất quan trọng.
thời gian deadline cần phải hoàn thành là đã chốt. Bây giờ cần phải nỗ lực của các cơ quan quản lý, của chủ đầu tư, của các địa phương và kể cả nhà thầu. Đoạn nào mà đã giải phóng mặt bằng rồi thì nhà thầu ấy phải tập trung đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực vào cuộc của các địa phương nơi dự án đi qua, đặc biệt là huyện Văn Lâm đến nay đã di rời mồ mả được 90%. Đồng chí yêu cầu từ nay đến tháng 6 năm 2023 giải phóng mặt bằng được trên 70% diện tích để khởi công dự án. Do đó, chủ đầu tư cùng các địa phương cần tập trung quy hoạch xây dựng khu tái định cư, xây dựng nghĩa trang, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Quan điểm và chủ trương của Đảng và Chính phủ là gì? Các cái hộ mà phải tái định cư ấy, chuyển đến nơi ở mới thì có cái điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Cái này rất là quan trọng. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo một mặt là điều chỉnh, bổ sung các cái quy hoạch về đất nghĩa trang, rồi các khu tái định cư để đáp ứng kịp thời. Làm sao đến 30 tháng 6 là chúng ta giải phóng được ít nhất là 70%. Nói thật là 70% nếu mà làm cứ tuần tự chắc chắn là không kịp. Cho nên là vừa làm vừa rất là linh hoạt trong các cái thủ tục. Đối với dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là một trong hai dự án quan trọng để giảm tai nạn giao thông cho cả tỉnh. Cho nên việc đẩy nhanh tiến độ cần phải nhanh chóng thực hiện, trong đó tập trung tháo gỡ những khó khăn về giải phóng mặt bằng, sớm rời bãi rác, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đường nối hai đường cao tốc thì đường liên tỉnh kéo dài đoạn qua tỉnh Hưng Yên ấy là một trong những con đường chiến lược cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt là ở đây là nó giảm tải, báo cáo các đồng chí hiện nay tăng nghẽn hết rồi. Nếu mà không nhanh đưa cái đường này vào thông xe kỹ thuật thì tôi nói các đồng chí là tắc nghẽn hết. Chi phí xã hội cho việc ách tắc giao thông là rất lớn, ảnh hưởng thu hút đầu tư. Cho nên là năm 2023 thì tôi đề nghị là các sở ngành rồi 5 địa phương có liên quan trong phạm vi của dự án này thì tập trung triển khai mấy cái việc ở đây này, hoàn thành cái giải phóng mặt bằng, nhất là ở các cái điểm mố cầu vượt. Ba điểm cầu rất quan trọng và khối lượng cũng như là giá trị để có thể giải ngân là tập trung ở chỗ. Nếu chúng ta làm tốt cái chỗ này thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái khối lượng công việc triển khai của chúng ta sẽ có thể là thông xe được kỹ thuật vào trước 31 tháng 12 năm 2023. Nhiệm vụ của các cơ quan của tỉnh đấy là hỗ trợ các cái thủ tục về đất đai rồi bồi thường tái định cư cho các địa phương. Bãi rác 4.500 mét khối là phải di rời từ trong tháng 1 thì bây giờ là chậm tiến độ rồi. Đề nghị hôm nay có đồng chí nào ở Mỹ Hào không thì các đồng chí về chỉ đạo triển khai quyết liệt cái chỗ này, tất cả cái phần đất thổ cư là xong đấy, trả mặt bằng cho nhà thầu để thi công. Thế thì bây giờ còn phần còn lại thắng lợi hay không là thuộc về nhà thầu thi công nhá. Cùng với quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư đồng hành cùng nhà thầu đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa máy móc để thi công dự án sớm đưa vào khai thác, hoàn thành theo tiến độ. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã động viên tặng quà cho công nhân lao động tại các công trường. Việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng cần tập trung thực hiện. Đó là kết luận của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân được tổ chức sáng nay. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả đạt được năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, hội nghị đã có 12 ý kiến phát biểu, thảo luận tập trung vào hai nội dung chính là kinh nghiệm thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân theo nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân cũng như kiến nghị đề xuất để thực hiện tốt hơn công tác này thời gian tới. Họ có nói là bây giờ công nhân của chúng tôi thì làm theo ca, thường trú thì ở các địa phương, hết giờ thì lại về hết các xã, mỗi người một nơi.
Thì vậy thì cái việc sinh hoạt là nó cũng rất khó khăn. Chúng ta phải đả thông tư tưởng cho chủ doanh nghiệp để xác định thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Bản thân là nhiều chủ doanh nghiệp còn xác định là để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp là thậm chí gây khó khăn cho hoạt động phát triển kinh tế. Chúng tôi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của nghị quyết 15. Thì tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm. Sau khi chúng tôi được tiếp xúc với đồng chí giám đốc công ty kết cấu thép, thì đây là một cái hướng rất là mở. Để thời gian tới tôi khẳng định rằng nếu chúng ta làm tốt thì sẽ phát triển được rất nhiều tổ chức đảng. Sau khi anh thành lập xong, anh thấy cái ý nghĩa của cái việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Anh ấy đã vận động cho chúng tôi thành lập được thêm cái công ty chỗ Kim Tín. Thế và anh ấy hứa với đảng bộ khối là sẽ tích cực đi vận động giúp đảng bộ khối. Và tôi hứa là cái doanh nghiệp mà tôi đã hướng dẫn giới thiệu ấy phải là doanh nghiệp có doanh thu ít nhất trên 1.000 tỷ. Thế và doanh nghiệp đó sẽ phải là doanh nghiệp thực hiện tốt, vì đây là uy tín của tôi. Chỉ có chủ doanh nghiệp như các anh đi vận động chủ doanh nghiệp thì mới có hiệu quả. Cái tuyên truyền của anh là thiết thực nhất. Anh sẽ nói được cái gì là không có lợi, cái gì có lợi, cái gì khó khăn nhưng cái lợi nhiều hơn. Chúng tôi đề xuất xem xét hỗ trợ cho cái kinh phí chi hoạt động cho các cái chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khi mới thành lập. Hiện nay chúng ta mới tiếp cận hỗ trợ đối với các cái chi đảng bộ cơ sở thôi. Còn các cái chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thì khi thành lập mới thì chưa có cơ chế hỗ trợ. Tổng hợp các ý kiến thảo luận, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tỉnh Phạm Văn Khuê cho rằng rào cản lớn nhất vẫn là tâm lý, nhận thức của chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự biến động thường xuyên về nguồn lao động cũng gây trở ngại không nhỏ. Kết luận hội nghị, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh việc phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm nhưng xây dựng đảng là then chốt. Dư địa chúng ta lớn nhưng mà chúng ta làm với gọi là so với kế hoạch thì đúng rồi là có tăng trưởng có tốt nhưng không phải là phát huy hết cái khả năng của mình. Chúng ta phải thấy rằng khó phát triển đảng viên thì chúng ta thì phải đưa cái dễ trước. Dễ là cái gì? Tổ chức công đoàn. Phải có tổ chức công đoàn, từ từ tổ chức công đoàn người ta giới thiệu đoàn viên chúng ta, nghĩa là đoàn viên ưu tú để chúng ta vào này. Hai là tổ chức đoàn thanh niên, vì đây là nền tảng chúng ta phát triển. Thế thì chúng ta muốn nói phát triển tổ chức đảng thì phát triển cái căn cơ trước, cái dễ trước. Thì đây hai tổ chức này các đồng chí phải tiên phong. Thì vì cái này chúng ta là ngoài cái quy định ra có nghị định của chính phủ nói về tổ chức và đảng. Lãnh đạo để chỉ đạo và tổ chức hình thức tổ chức công đoàn đoàn thể chính trị ở trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần xây dựng chính sách ưu đãi, đổi mới phương thức sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức đảng đoàn thể theo hướng linh hoạt phù hợp. Làm sao để vừa không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa giúp doanh nghiệp thấy được lợi ích khi có tổ chức đảng đoàn thể. Ban bí thư vừa rồi đã ký văn bản hướng dẫn về một số cái cơ chế đặc thù để cho chúng ta sinh hoạt tổ chức đảng ấy. Thì đây là cái mà chúng ta phải vận dụng, chúng ta phải triển khai sớm hơn, tích cực hơn để làm sao cho phù hợp. Vì các doanh nghiệp người ta thấy rằng là sinh hoạt ở địa phương của chúng ta, người thấy có cơ chế này người ta mới thấy là nó phù hợp. Thế nên người ta có thể là thay đổi cái mô hình tổ chức để người ta sinh hoạt nó phù hợp hơn, cảm thấy hứng thú hơn, nó không bị gò bó. Thế nên mình phải khuyến khích người ta làm sao cho nó phù hợp với điều kiện mà trong khi đó ban bí thư cho phép. Thế và chúng ta tìm cách là hỗ trợ kịp thời và hiệu quả đối với tổ chức đảng thành lập mới ở kinh tế tư nhân gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, công tác đảng, công tác đoàn thể, thay đổi cái phương thức lãnh đạo nhưng mà đảm bảo nguyên tắc của đảng và phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Đối với việc giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho đảng bộ cấp huyện, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh đây là chỉ tiêu tối thiểu, các địa phương cần phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao. Thì đây là cái mà chúng ta phải vận dụng. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì lễ công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm đối với hai chức danh phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Sự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên, giữ chức Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Thay mặt tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn trao quyết định cho hai đồng chí Phạm Văn Nghệ và Trần Quốc Việt. Chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua đối với công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương, đơn vị. Đồng chí mong rằng ở cương vị công tác mới, hai đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức, sớm tiếp cận lĩnh vực công việc mới, mang hết sức lực trí tuệ của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao cho. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông năm 2022, cả nước đã xảy ra trên 11.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 6.400 người, bị thương 7.800 người. Qua đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2022, với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp các ngành thành viên Ban An toàn giao thông từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023, các cấp các ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2021-2030, tăng cường quản lý về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, kiên quyết xử lý các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe vi phạm quy định về quản lý. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Ngày 8 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 240 về việc công nhận 13 xã thuộc các huyện Phù Cừ, Văn Giang, Tiên Lữ, Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Theo đó, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 gồm xã Phan Sầu Nam, Nhật Quang, Tiên Tiến, Minh Tiến, huyện Phù Cừ, xã Long Hưng, Xuân Quan, Thắng Lợi, huyện Văn Giang, xã Dị Chế, Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa. Qua đó, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên lên 19 xã. Xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm thực hiện liên tục và lâu dài. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên luôn chủ động, quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của nhân dân và các tổ chức đảng, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo kế hoạch, đến năm 2023, tỉnh Hưng Yên phấn đấu 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sau hơn một tháng lấy nước, đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành diện tích độ ải vụ xuân 2023. Trong đó, tổng diện tích có nước trên 25.000 ha, đạt 100% diện tích. Do chủ động lấy nước sớm từ đầu tháng 1 và tận dụng nguồn nước ngược từ cống Võng Phan, Triều Dương, vì vậy năm nay, mặc dù khó khăn nhưng tiến độ đổ ải đạt kế hoạch đề ra. Hiện nay, các địa phương đang tập trung làm đất đợt 1, đợt 2 và gieo được trên 1.000 ha mạ. Một số địa phương như Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ, bà con nông dân đã bắt đầu gieo cấy, ước diện tích đạt trên 500 ha. Để bảo đảm tiến độ sản xuất, các địa phương cần làm đất kỹ nhuyễn trước khi gieo mạ, chăm sóc và che phủ cho toàn bộ diện tích mạ để tránh rét và sự xâm nhập của dịch hại. Tuyệt đối không gieo cấy khi có dự báo nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C. Toàn tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 5 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là thời điểm thích hợp để trồng các loại cây ăn quả, cây xanh, cây bóng mát. Vì vậy, thời điểm này là lúc các nhà vườn sản xuất và kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn huyện Khoái Châu tất bật nguồn hàng phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất cây tống, nên vườn ươm cây tống của gia đình chị Lê Thị Phương ở xã Đông Ninh là một trong những địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh. Hiện gia đình chị đang sản xuất khoảng 6 mẫu cây tống các loại như hồng tiêm, vải chứa Hưng Yên, cây mộc. Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, có rất nhiều khách hàng đến gia đình để lựa chọn đặt mua cây tống. Đến thời điểm này, gia đình chị đã xuất được hơn 30.000 cây tống các loại. Cây của tôi chất lượng đảm bảo, hàng đẹp, giá thành phù hợp. Cho nên là tôi cung cấp được nhiều cây hàng tháng, ở ngoài tạo thu nhập trong gia đình. Tôi thì tạo điều kiện làm cho 5 nhân công. Tại xã Tân Châu, hiện nay trên cánh đồng, các hộ dân đang tấp nập đánh cây, chuyển cây để xuất bán. Hiện toàn xã trồng trên 300 mẫu cây tống với trên 300 hộ canh tác. Nhờ sự nhanh nhạy và chịu khó tư tầm, nên các loại cây tống được người dân ươm trồng khá phong phú, từ các giống cây ăn quả, cây cảnh, cây công trình. Cây tống ở Tân Châu được đánh giá là có chất lượng tốt nên việc tiêu thụ khá thuận tiện, đem lại thu nhập khá cho người dân nơi đây. Quê tôi thì giàu lên nhờ từ cây giống. Tôi cũng phát triển từ cây giống mà tôi cũng giàu lên từ cây giống. Tôi thu nhập ở 10 mẫu cây giống thì nó vào 1 tỷ.
Để nâng cao giá trị sản phẩm của bà con nông dân ở xã Tân Châu sản xuất ra thì chúng tôi quảng bá bằng rất nhiều hình thức. Thứ nhất là có thể quảng bá trên Facebook, và đặc biệt là chúng tôi có tham gia một số hội chợ ở xã Xuân Quan và chợ dưới Phú Yên đem cây con giống để chúng tôi quảng bá. Cây giống trên địa bàn huyện Khoái Châu sản xuất chủ yếu ở các xã Tân Châu trên 300 mẫu, Tứ Dân khoảng 200 mẫu và các xã Bình Minh, Tân Xuân, Đông Ninh với hàng trăm mẫu. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, khoảng 2 năm trở lại đây, các chủ vườn ươm cây giống trên địa bàn huyện đã chuyển đổi để thu hẹp diện tích sản xuất các loại cây giống truyền thống như nhãn, cam, bưởi. Thay vào đó là sản xuất các loại cây giống mới như vú sữa, sầu riêng, mít Thái, na Đài Loan. Cây giống 1 năm tuổi có giá dao động từ 10 đến 30.000 đồng một cây. Cây giống 2 năm tuổi trở lên khoảng 40 đến 80.000 đồng một cây. Sau khi trừ mọi chi phí, người dân thu lãi từ 12 đến 30 triệu đồng trên một tào một năm. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bất ngờ có chuyến thăm tới Anh. Tại đây, ông nhận được cam kết của nước chủ nhà về việc xem xét khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Phía Nga sau đó đã lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động không thân thiện nào của London. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak cho biết ông không loại trừ bất kỳ khả năng nào trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cùng nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận về việc cung cấp máy bay chiến đấu. Trước diễn biến mới này, Đại sứ quán Nga tại London cảnh báo việc giao máy bay chiến đấu của Anh cho Kiev sẽ dẫn đến một hậu quả đẫm máu của vòng leo thang tiếp theo, cũng như những hậu quả chính trị quân sự đối với lục địa châu Âu và toàn bộ thế giới. Về phần mình, Nga sẽ tìm cách đáp trả bất kỳ bước đi không thân thiện nào của phía Anh. Trong năm qua, London đã cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không, thiết bị quân sự, vũ khí chống mìn, radar, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo tầm xa, 200 xe bọc thép và các loại vũ khí khác. Việc giao xe tăng dự kiến sẽ diễn ra trong những tháng tới. Các nhà chức trách New Zealand vừa thu giữ 3,2 tấn cocaine đang trôi nổi trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Trị giá số cocaine này lên tới 315 triệu đô la Mỹ. Đại diện cảnh sát New Zealand cho biết, đây là thành quả của chiến dịch có sự phối hợp của nhiều lực lượng như cảnh sát, quốc phòng và hải quan. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan này thu giữ được. Cảnh sát New Zealand cũng nhận định lượng cocaine đủ cung cấp cho cả nước New Zealand trong vòng 30 năm. Vì vậy, quốc gia này chắc chắn không phải là điểm đến của chuyến hàng. Khả năng cao hơn là chúng đang trên đường tới Australia. Cũng theo giới cảnh sát, việc bỏ hàng tại các vùng biển quốc tế để chờ tàu khác đến lấy đang là một chiến thuật phổ biến của giới buôn ma túy. Trong vụ việc này, không có nghi phạm nào bị bắt giữ. Theo một báo cáo năm 2022 của Diễn đàn Chính sách Trẻ Em Châu Phi, có hàng trăm nghìn trẻ em trên khắp lục địa bị buộc tội là phù thủy. Những đứa trẻ này đang phải đối mặt với bạo lực và nguy hiểm rình rập mỗi ngày bởi không nhiều trong số chúng nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Francine nói rằng cô bé sẽ bị cộng đồng của mình thiêu sống nếu bị họ tìm thấy. Giống như khoảng 60 đứa trẻ khác tại nơi trú ẩn này ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đứa trẻ 15 tuổi đã bị buộc tội là phù thủy. Em gái của em đã chết và họ nói rằng chính em là nguyên nhân. Sau đó bà em chết và họ tiếp tục cho rằng em là thủ phạm. Tiếp sau đó, bố cùng một người bạn cũng qua đời và họ vẫn đổ lỗi cho em. Bé gái đã tìm nơi ẩn náu tại một trung tâm được mở cách đây một năm nhờ sự tài trợ của Caritas, một tổ chức cứu trợ của giáo hội Công giáo. Báo cáo của Diễn đàn Chính sách Trẻ Em Châu Phi cho thấy hàng trăm nghìn trẻ em trên khắp lục địa bị buộc tội là phù thủy. Những đứa trẻ này hầu như luôn bị xa lánh và đuổi ra khỏi nhà, bị hành hung về thể xác, đôi khi chúng bị sát hại. Tại Akabana, ở phía đông thành phố Bukavu, trẻ em thường bị cảnh sát bắt giữ sau khi được tìm thấy trên đường hoặc được các thành viên trong gia đình giao nộp. Đó là trường hợp của Onela, 14 tuổi. Cô bé bị xa lánh sau khi một số thành viên trong gia đình liên tiếp qua đời. Mọi người nói rằng cháu là người đã giết những người trong gia đình bằng cách sử dụng phép thuật của phù thủy. Cháu hỏi họ rằng làm sao cháu có thể làm được điều đó. Cháu không biết phép thuật phù thủy là gì, nhưng họ cứ khăng khăng cho rằng cháu chính là phù thủy. Onela mắc bệnh thiếu máu, một dạng bệnh không có gì lạ ở một số quốc gia châu Phi. Những đứa trẻ yếu ớt này thường bị coi là điểm xấu và bị đổ lỗi cho những rủi ro xảy ra đối với các cộng đồng.
Mới đây, lễ hội Nai Đam đã chính thức khai mạc tại khu tự trị nội Mông Cổ phía Bắc Trung Quốc. Sự kiện đã khiến cho nơi đây trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi nhiều người tập trung để tham gia cổ vũ cho những cuộc thi đấu thể thao sôi động. Và đáng chú ý nhất trong số đó là cuộc đua lạc đà đầy kịch tính. Lạc đà thường được dùng để thồ hàng trên sa mạc, nhưng trong lễ hội Nai Đam, chúng đã trở thành những tay đua thiện chiến. Hơn 200 con lạc đà đã tham gia cuộc đua năm nay. Cuộc đua không chỉ nhằm thể hiện sự gắn bó của lạc đà với lối sống du mục, mà còn được xem như một cách để quảng bá văn hóa dân gian truyền thống của địa phương. Đua lạc đà là một hoạt động truyền thống trong lễ hội Nai Đam và được Trung Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2008. Sự kiện thu hút đông đảo các cộng đồng dân tộc ở địa phương và du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.